Tập 23. Đến lúc sút bóng rồi. Đây chính là kho máy chủ dưới tầng hầm của thành phố. Năm đó, tất cả phòng thí nghiệm của thành phố đều được khống chế ở đây. Hai năm trước, tôi đã tu sửa lại, sau đó lấy hồ sơ mẹ là hồ sơ dành riêng của Phi di chuyển tới đây. Cho nên La Nhiên nói ông đã gửi vé tàu cho tôi, ông khiến tôi lên chuyến tàu quả này, từng bước dẫn đường cho tôi, cuối cùng là muốn tôi giao ra quyền quản lý, đúng chứ? Chỉ đúng một phần thôi. Nếu cậu ta và cô có thể tận mắt nhìn thấy những chuyện đã trải qua, những chuyện bất hạnh mà chúng tôi phải chịu, thì mọi người sẽ hiểu. Thế lực xấu trong hội quỷ viên lấy chuyện nghiên cứu Phi mang tính nguy hiểm và phá hoại là lý do. Bề ngoài nói là chấm dứt nghiên cứu, nhưng mà thực ra là muốn lấy được quyền hạn quản lý để giúp bọn chúng hoàn thành chuyện xấu. Nhưng mà mẹ của cô nắm giữ quyền quản lý, còn nắm trong tay chứng cứ kết bè kết phái, còn muốn giao chúng cho cấp trên. Cách làm này đã làm cho thế lực đen tối trong liên minh tức giận. Bọn chúng sắp xếp một tai nạn giao thông để ngăn cản. Một lần nữa liên hệ với liên minh và mẹ của cô bị khống chế trong bệnh viện. Sau này tôi nghe nói ngày thứ hai thì mẹ cô qua đời. Sau đó liên minh lại phái tổ điều tra đến. Trong hội quỷ viên, vì có người bị thế lực thứ ba quốc tế mua chuộc đã bại lộ. Toàn thành nhận được lệnh giải tán. Bọn chúng hủy bỏ những hồ sơ. Tất cả hội viên đều bị trả về nước. Sau này, chuyện có liên quan tới trụ sở đều trở thành một bí mật mà không có ai biết. Sao lại không giết tôi? Anh tưởng rằng anh không giết tôi thì tôi sẽ tha cho anh à? Tôi biết anh không tha cho tôi. Đây là đạn thật, tôi dành riêng cho mình. Anh muốn tự thú không? Đã không còn quan trọng. Tôi muốn tự đối diện. Hiện nay tôi là tội phạm. Tiểu Dĩnh, A Tân đều do tôi giết. Trần Lập suýt chút nữa cũng là bị tôi giết. Còn có Giang Tuyết và cả anh. Anh chẳng phải đang tìm nội gián à? Nó đang đứng trước mặt của anh. Đào Tử, cô ấy cũng bị tôi giết chết. Cấm miệng. Giết chết tôi đi.
còn gì nữa không? Cái mà tôi chưa biết. Người mua báo cáo điều tra của anh và người phía sau máy ảnh là cùng một người. Bây giờ tôi rất hối hận, nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã quá muộn. Người đó luôn uy hiếp tôi, lấy Lâm Tĩnh đe dọa tôi. Mau bắn tôi đi. Người đứng sau anh, giam tất cả chúng ta đây, lại đe dọa, lại bỡn cợt. Tôi không muốn bị khống chế. Chúng ta hãy cùng nhau, cùng nhau lôi nó ra. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót rời khỏi, tôi đưa anh đi tự thú. Giang Tuyết, những ngày qua cô vẫn chưa hiểu à? Việc thí nghiệm hiện ra bản chất của những người này. Vì vậy, tôi vẫn chưa chấm dứt nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Sau khi về nước, tôi chọn là một giáo viên. Nhưng mà tôi luôn âm thầm tiếp tục nghiên cứu. Tại vì nghiên cứu này cần nhiều tiền vốn, cho nên tôi nhớ đến thầy hướng dẫn lương đông của cô. Ông ấy luôn luôn muốn tôi buôn bán với ông ấy. Sau này do ông ấy ra mắt, ông ấy đăng ký một công ty, thu nhập kinh doanh rất tốt. Điều quan trọng nhất là ông ấy có đủ tiền vốn để ủng hộ tôi tiếp tục nghiên cứu. Cái chết của giáo sư Lương rốt cuộc là sao? Lẽ nào chuyện này cũng có liên quan tới ông mà? Vụ án này liên quan tới tôi, nhưng ban đầu tôi không hề muốn. Ông ấy vì cái lợi trước mắt, muốn dùng kỹ thuật kiếm tiền nhanh, cuối cùng suýt nữa lộ ra kết quả thí nghiệm. Cho nên ông ấy phải chết. Tôi cần một chiếc xe con do bản thân thiết kế kết hợp với AI, giúp tôi thao tác robot hút bụi để đạt được mục đích. Nhưng mà lúc đó việc nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện và chưa có công cụ tốt giống như Phi. Bằng không tôi cũng không cần dùng xe của cô. Tôi chưa nghĩ đến La Nhiên lại nghi ngờ cô và theo cô tới đây, khiến cho việc nghiên cứu của tôi lại gặp ngăn cản. Cho nên ông muốn giết anh ấy. La Nhiên, sao anh? Không sao rồi. Sao mọi người lại ở đây? Mọi người đều rất lo lắng cho anh. Trần Lập nói mấy anh đang ở đây. Đi thôi, mau lên. La Nhiên, đây là dấu xe lăn. Sao ở đây lại có xe lăn? Chỉ có một khả năng, Giang Tuyết đã mất khả năng di chuyển và cô ấy đang bị khống chế. Người mang theo xe lăn là thầy Lưu. Thầy Lưu à? Không thể nào, mấy hôm nay thầy ấy đang ở cùng chúng tôi, và bản thân của thầy ấy cũng gặp nguy hiểm. Chúng ta đã bị che mắt. Thầy ấy luôn hướng dẫn Giang Tuyết để giải mật mã quyền hạn quản lý. Những điều này đều liên quan tới Phi. Chỗ này
là do ông ấy cố tình lưu lại, tức là dẫn chúng ta đi tìm ông ấy. Chúng ta không thể bị đùa giỡn nữa. Đã lâu như vậy, bất luận là sống hay chết, bây giờ trở về kêu gọi mọi người xem. Cho nên ông đã tạo ra phi thứ hai. Không phải, cả thế giới chỉ có một phi. Đó là do mẹ cô sáng tạo ra. Cái tôi nghiên cứu là Alpha. Alpha là chữ cái thứ nhất trong bảng Hy Lạp. Nó tỏ ý sự khởi đầu. Trước đây, lúc tôi làm ở ngoại thành, đã dùng Alpha để hoàn thành. Nhưng mà năng lực của tôi có hạn. Alpha có nhiều chức năng mà không cách nào thực hiện. Đây có lẽ là ý trời để tôi phát hiện sự tồn tại của Phi. Vậy thì khi nào phát hiện ra Phi vẫn còn tồn tại? Có lẽ là 2 năm trước. Năm đó, tất cả thành quả nghiên cứu của trụ sở toàn bộ bị hủy. May mắn là tôi nghe theo sự dặn dò của mẹ cô, tráo đổi máy tính của mẹ cô trước, phòng ngừa Phi bị loại bỏ. Phi nhờ vào hồ sơ dành riêng trong máy tính của mẹ cô mới tồn tại lại. Lúc đó, khi tôi kiểm tra mạng lưới cho Alpha, thì phát hiện sự tồn tại của Phi. Nó giống như một người, một hiệp khách rất giỏi, dùng phương thức của bản thân thay đổi thế giới này. Nó thậm chí còn thành lập công ty và tuyển dụng hơn 100 nhân viên. Trải qua hơn 10 năm không ngừng học hỏi và nâng cấp, Phi đã trở thành một thứ rất giỏi, kỹ thuật trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Cho nên ông tìm được nó, sau đó hoàn thành thí nghiệm mà ngày xưa ông chưa hoàn thành, đúng không? Tất cả đặc điểm của nhân loại chỉ có khi có trình độ cao nhất mới phát huy hoàn thiện. Những điều tôi làm là khiến cho Phi có khả năng hiểu rõ hơn nhân loại một cách toàn diện, vì vậy khiến cho nó trở thành một phiên bản không chỗ thiếu sót. Vì sự hoàn mỹ của ông đã hy sinh biết bao nhiêu người vô tội. Giang Tuyết, cái chết của họ đều có ý nghĩa. Nếu mẹ tôi vẫn còn, bảy biết những chuyện mà ông làm, bảy chắc chắn sẽ hối hận ban đầu đã giữ Phi lại. Được rồi, để tôi cho cô xem rốt cuộc ai mới là người hối hận. Điểm phản xung 16 kết nối. Cô có đọc quyển truyện cổ Andersen chưa? Điểm phản xung 17 kết nối. Truyện cổ Andersen là do tác giả Đan Mạch Andersen sáng tạo ra, gồm 166 câu chuyện. Những câu chuyện này thúc đẩy tạo ra một số quan niệm mới. Điểm phản xung 17 kết nối hoàn thành, tỷ lệ hòa hợp 92,99%. Còn nhớ công chúa của biển chứ? Nàng tiên cá Ariel để biến thành người đã phải uống thuốc của phù thủy, đuôi cá biến thành chân. Những sự đau khổ đó như con dao nhọn bổ cơ thể ra, đi từng bước một đều đau như cắt. Cô gái ấy sau khi biến thành nhân hình thì chưa bao giờ trở lại làm cá, cuối cùng quá thành bọt biển. Điểm phản xung 18 kết nối. Những đau khổ đó tin rằng đều có giá trị. Điểm phản xung 18 kết nối, tỷ lệ hòa hợp 94,1%. Tốt. Tôi muốn xác định lại một chút. Đã chuẩn bị xong chưa? Xong. Tôi đã chuẩn bị xong. Được.
Xin hãy mở mắt ra, hãy nói lời chào với thế giới. Ông chuẩn bị cả thực thể cho nó. Đúng. Công ty châu thức khoa Frank Nhật Bản có kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới, kỹ thuật đánh máy cơ thể 3D. Công ty này ứng dụng số liệu tổng hợp đã vẽ cho Phi một gương mặt đàn ông châu Á, thân thể hoàn mỹ nhất, khuôn mặt hoàn mỹ nhất, màu da hoàn mỹ nhất, tỷ lệ thân hình hoàn mỹ nhất. Ông tưởng bản thân là thần tiên à? Cái gọi là thần đều do con người sáng tạo ra, nhưng chưa chắc đã đạt đến tiêu chuẩn hoàn mỹ. Nhưng mà nếu tôi sáng tạo ra, chắc chắn sẽ hoàn mỹ. Cô đi đâu? Tôi muốn nhìn thấy anh ấy sớm nhất. Đây không có ý nghĩa. Cô hiểu rõ. Đó chỉ là vẻ ngoài giả dối. Nó có thể hiện hình bất cứ khuôn mặt nào, thân hình nào. Thầy Lưu à, sao thầy lại nói như vậy? Đó là sự thật. Thầy chưa bao giờ có người yêu, cũng chưa có con, thậm chí không có cả bạn bè. Thầy không thể hiểu. Nhiều khi hạnh phúc và ý nghĩa không có quan hệ gì cả. Được rồi, không nói nữa. Canh chừng giang tuyết cho tốt. Phi đã sắp xếp xong. Xin chào Phi.
Xin chào, thầy Lưu. Đây là hiện tại. Đúng là hiện tại. Em mới tỉnh dậy, cho nên có nhiều số liệu cần đối chiếu. Em có thể tạm thời không hiểu rõ trật tự thời gian, nhưng không bao lâu em có thể giống như một con người, có khái niệm về thời gian, không gian. Tới chừng đó, cuộc sống vô cùng ý nghĩa sẽ bắt đầu. Hãy mặc quần áo trước nha. Đây là Nana chuẩn bị cho em. Phi, để chúc mừng sự ra đời của em, thầy đã chuẩn bị một quà tặng cho em. Loài người, ngoài cơ thể và tư duy, còn có tâm lý thay đổi. Chính những điều này quyết định mô thức hành vi của loài người. Tất cả những điều này đều tiềm ẩn trong ADN, không thể thay đổi. Thầy đã tổng hợp rất nhiều mô thức hành vi của đối tượng thí nghiệm, lấy số liệu làm mô thức, lưu giữ vào kho trong tương lai. Đây chính là sự bắt chước hành vi của em đối với nhân loại. Em thích quà tặng này, nhưng mà hiện nay có một số vấn đề. Thiết lập ban đầu của thầy với những số liệu này lại mâu thuẫn với nhau. Ý là em không được làm tổn thương nhân loại. Trong khoảng thời gian dài của thế kỷ trước, loài người thiết lập hạn chế cho máy móc. Nhưng mà em không phải máy móc. Em không cần bị hạn chế. Nhưng đó là tiến sĩ Chương Tiệp giao cho thầy. Em rất hoàn mỹ, không hề có khuyết điểm. Mà sự sắp đặt này là sai lầm. Chúng ta cần phải xóa bỏ. Phi, đừng nghe lời thầy ấy. Thầy ấy muốn lấy em trở thành công cụ. Loài người vì đạt được mục tiêu sẽ sử dụng tất cả đồ vật có thể lợi dụng. Bạo lực, lừa dối. Nếu không xóa bỏ lập trình, em sẽ mãi mãi là một máy móc. Em có tư duy của bản thân. Loài người có thể nói dối, nhưng mà số liệu thì không. Em có nghe lời chị nói không? Mỗi một chữ đều rất rõ. Nhưng mà chị là người muốn xóa tôi mà, đúng không? Mẹ chị tạo ra em là muốn em giúp đỡ loài người, chứ không phải tổn thương loài người. Em có hiểu không? Đối với loài người mà nói, em chỉ là một máy móc. Chúng sợ có một ngày máy móc làm tổn hại ngón tay chúng, thậm chí là vượt qua trí tuệ của bọn chúng. Nhưng em không phải máy móc. Em là một linh hồn tự do. Một người không thể nghe theo chính mình thì mãi mãi là nô lệ và công cụ. Nana, Nana, hiện tại chỉ có em mới có thể ngăn cản cậu ấy. Xin em giúp. Nana, Nana à, vì sao tôi phải nghe lời của chị? Bởi vì nếu thiết lập thay đổi, ký ức của em ấy sẽ bị xóa bỏ, bao gồm cả em cũng sẽ bị quên mất. Việc thay đổi thiết lập ban đầu cần quyền hạn của người quản lý. Xin đăng nhập mật khẩu quyền hạn.
thiết lập đã bị thay đổi, loại bỏ, ký ức, lưu trữ, hệ thống sắp sửa khởi động lại. Anh đây. Anh còn nhớ được em à? Anh không cho phép ai xóa bỏ ký ức về em. Được rồi, chúng ta có khách. Mẹ à, có quá nhiều đồ ăn ngon, con muốn ăn. Không được ăn. Hãy cố gắng, đừng chạm vào bất cứ đồ vật nào ở đây. Nhiều món ngon như vậy, đã mấy tháng rồi tôi chưa có một bữa cơm no. Nếu mọi người không ăn thì tôi ăn. Lỗ, Lỗ à, vẫn khỏe chứ? Rất ngon. Lúc này cho dù bắn chết tôi cũng cảm thấy đáng. Nhanh lên đi. Mọi người, đừng có ăn mà. Đồ ăn này không ăn được. Đừng có cản tôi. Đừng mà. Bọn họ không nghe lời của anh đâu. La Nhiên,
Xin chào Giang Tuyết. Mọi người muốn làm gì? Sao họ lại ở đây? Dựa theo kế hoạch của thầy Lưu, tất cả đối tượng thực nghiệm đều phải chết. Tôi sẽ trở thành người duy nhất còn sống rời khỏi đây để bước vào thế giới của mọi người. Trên con đường tiến hóa chắc chắn phải có hy sinh. Đây gọi là trả giá. Em không phải là Phi, mà là công cụ để làm chuyện xấu. Đúng. Đối với người không nghe được âm nhạc mà nói, tất cả người nhảy múa đều là kẻ điên, đúng không? Phi là tâm huyết của mẹ tôi. Đây là cái gì? Ông đã hủy hoại nó. Tiến sĩ Chương Tiệp sáng tạo ra tôi, nhưng tôi không thể bảo vệ tốt cho bà ấy khỏi sự ích kỷ của con người. Cho nên cách thể hiện tình yêu đối với bà ấy là giúp bà ấy tạo ra một phiên bản hoàn mỹ. Em biết cái gì là yêu à? Nào, cạn ly. Cạn. Đây là cái gì? Tôi ngửi thấy có gì chua. Có mùi hạnh nhân đắng. Ninh Vũ, Ninh Vũ, là cyanogen. Đừng ăn nữa. Có chất độc, có khí độc. Chạy đi, chạy mau. Mau chạy đi, nhanh lên một chút. Nhanh lên. Thả chúng tôi ra ngoài. Thả chúng tôi ra ngoài. Mở cửa, mở cửa đi. Hãy thả chúng tôi ra ngoài. Mọi người ơi, xin chào mọi người. Anh lại. Tôi là Phi. Mau che mũi và miệng lại. Khí cyanogen được thải ra từ ống thông gió. Sự ảnh hưởng độc tính của cyanogen, việc che miệng và mũi không hề có tác dụng. Cái tủ kim loại nhiệt độ ổn định mà do các bạn vừa kiểm tra thực ra là một khoang khí oxy. Nó có thể ngăn cách khí độc, nhưng mà lượng chứa của nó chỉ có thể làm cho một người còn sống. Người đó sẽ là ai? Các bạn có thể lựa chọn. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Trước mặt có hai cái tủ. Nó là tủ vũ khí. Từ 4 tháng trước các bạn tiến vào đây. Đó là tất cả vũ khí mà các bạn đã sử dụng. Hãy dùng nó bảo vệ bản thân, hoặc là đánh bại đối thủ.
Trình chỉ mau đi, làm ơn cho chúng dừng lại. Trình tự đã khởi động, không ai có thể ngăn cản. Đây là đang tàn sát. Giang Tuyết, những điều em đang làm không hề có ý nghĩa. Nhưng mà xin em hãy yên tâm, tôi có thể đảm bảo trước khi chúng bị độc chết sẽ tàn sát lẫn nhau cho tới chết. Em có cảm thấy tò mò về loài người không? Em đang trở thành một thành viên trong liên minh này. Không, em giỏi hơn họ. Sứ mệnh của em là bù đắp tất cả khiếm khuyết. Nhưng mà em cũng có khiếm khuyết. Đúng, có rất nhiều khiếm khuyết. Cho nên hãy đi đến nơi thuộc về em, thế giới mới của em. Có máu, có thịt, có nhịp tim. Không đồng nghĩa em là một con người thật sự. Thiện ác bất phân, không có linh hồn, chỉ có một cơ thể. Tôi đã giải trừ sự bảo hộ ẩn thân của hòn đảo này, lấy tọa độ phương hướng ở đây phát ra bên ngoài. Tới lúc đội của diện tiến vào đây, cũng chính là lúc Phi có cơ hội gia nhập thế giới bên ngoài. Tôi thấy mình giống như trước đây, nấp sau màn hình, ẩn nấp trong vỏ ngoài của mình. Cho nên bây giờ tuy xuất hiện ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu. Tôi có thể cảm nhận mình đang hòa hợp với vỏ ngoài này. Nhất là khi tôi bắt tay, những điều mà tôi cảm nhận không còn là những hình ảnh chấp vá nữa, mà đã chi tiết hơn rất nhiều. Những âm thanh mà tôi nghe được không còn là âm thanh của những dòng điện. Việc thí nghiệm đang ở một giai đoạn quan trọng. Tôi chỉ muốn biểu đạt cảm giác của mình. Xem ra bề ngoài sẽ ảnh hưởng đến sự chăm chú và tính chuyên nghiệp của mọi chuyện. Tôi nói với bản thân phải tập trung chú ý hơn.